Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì sau khoảng tầm gần 2 tuần sau khi mình làm cái clip mà rắn sọc đốm đỏ ấy, ngày hôm nay mình bắt đầu rảnh rỗi để làm thêm một clip nữa. Thì như các bạn đã biết thì là mình đã làm bố. Đã làm bố được từ ngày 25. Vợ mình đau đẻ vào ngày 25 và con sinh ra vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 2, rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Rồi và cái hôm đấy quá là may mắn luôn, bởi vì là khi mà mình hôm đấy hôm 22, 21, 22, 23, 24 đều có lịch chụp với cả quay cả. Thì rất là hôm kiểu như là ngày dự sinh của con mình là ngày 28 tháng 2, nghĩa là cuối tháng 2 ấy. Có nhiều đứa bé kiểu như là mẹ nó chở cùng ngày với cả vợ mình thì cũng dự sinh là khoảng đấy và đã ra đời hết rồi, và con gái mình thì chưa có dấu hiệu gì về vấn đề có muốn chui ra hay không cả. Sau 4 ngày liên tiếp mình đi quay đi chụp liên tục, tức là mình rất là kiểu như là vì mọi người đau đẻ sớm ấy, cho nên mình cũng rất là sợ khi mà chẳng may mà con mình mà lại muốn chui ra vào đúng cái ngày mà mình đang cực kỳ bận, bởi vì mình đã nhận hết lịch từ trước rồi, quay chụp phóng sự cưới thì nói chung là không thể nào đùn đẩy cho được nữa, bởi vì hôm đấy là những cái hôm mà cả thế giới cưới rồi, rất nhiều người cưới, cho nên là không thể nào tìm được cái thợ nào nữa để mà làm đó. Cho nên là mình đã gọi là rất lo sợ, nếu mà chẳng may mà con mình chui ra đúng ngày đấy thì mình không biết làm thế nào, không thể nào ở cạnh vợ mình lúc mình vẫn vợ mình đẻ, thì đấy là một cái điều rất là thiếu sót. Cho nên ấy là mình cầu nguyện các thứ, may quá đến đúng ngày sau ngày 23, ngày 23 đến tối mới về, và đến đêm bình thường là mình ngủ rất là muộn, khoảng tầm 1-2 giờ thôi, nhưng mà những ngày vừa xong rất là mệt, cho nên là ngày 23 11 giờ mình đã đâu 11 giờ lên giờ ngủ, khoảng tầm 12 giờ mình ngủ rồi, chắc mà hôm nay được nghỉ ngơi rồi, hôm nay được ngủ sớm rồi. Nhưng mà thế nào đúng 1 giờ sáng, 1 giờ hơn nhé, ngày 24, và mình đã dựng mình dậy bảo anh ơi, hình như là có nghĩa là nó ra tí máu ấy, thì có nghĩa là đấy là dấu hiệu sự việc là vợ ối sắp bị đẻ rồi. Thì lúc ấy mình cứ như này, thế thì cơ mấy giờ rồi, đéo hiểu luôn. Ôi quả đấy mình phải mẹ phải 50 phút sau mình mới bắt đầu mình tỉnh được, nên mình bắt đầu mình gọi tức tốc gọi bố mẹ mình, thế là chở Uyên đi bệnh viện Thu Cúc luôn. Và khi đến kiểu như là có dấu hiệu là vỡ ối nhưng mà chưa dấu hiệu con chưa muốn ra như nào ấy, cho nên là chờ mãi đến tầm kiểu như là chờ đến tầm sáng này, ôi mình cứ vật vã và không thể nào mà ngủ được, nhưng buồn ngủ nhưng đéo dám ngủ đấy, thế là chờ đến tận gần sáng thì bác sĩ kiểu theo dõi xem là cổ tử cung hay là nó có mở ra không để con nó có chui ra được hay không, để mãi đeo chui ra được. Thế là mãi đến tầm sáng thì bắt đầu bác sĩ mới truyền để gọi là kích đẻ, để nó kích thích để cho nó đẻ nhanh ấy, truyền mãi cũng không thấy dấu hiệu đẻ, xong rồi mà nước ối nó vỡ từ 1 giờ hơn rồi, cho nên là đến lúc khoảng tầm 9 giờ hơn, đấy là khoảng tầm 8 tiếng rồi, rất là lâu, nhưng có nguy cơ bị nhiễm trùng. Cho nên là ông bác sĩ người Tây, ông đầu chọc, ông đầu hói, ông ấy đã nói chuyện với mình và để chuyển cho Uyên qua đẻ mổ. Thế là mà Uyên còn đúng sốt nữa cơ, thế lại phải đẻ mổ. Đó, đẻ mổ xong rồi mình ngồi lúc đấy nghe đẻ mổ hơi sợ, ngủ quá đéo để chưa được máy bay. Thế là vừa đây có ông khách gọi điện. Rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Đến đến việc đẻ mổ. Thế là ông bác sĩ kiểu phân tích các kiểu mà mình đã quyết định cho vợ mình đẻ mổ. Thì tất nhiên rồi, phải không đẻ mổ thì đã thể làm thế nào được nữa. Chung là mình cũng rất là lo lắng, bởi vì đẻ mổ thì nghe mọi người kể sau này rất là đau, rất là lâu và đau rất là... Chung là mình không thể nào biết được nỗi đau đấy, chỉ có vợ mình biết được thôi, nên là mình rất là lo vấn đề mổ, và chẳng may mà nó lại có biến chứng hay là như nào đấy. Nhưng mà rất may mắn là bác sĩ đã lôi cổ được con mình ra và vợ mình sức khỏe cũng rất là ổn định. Thì mình đã đăng ký cái dịch vụ áp gia cho bố ở Thu Cúc ấy. Đó, kiểu như là như nào nhỉ? Trong cái lúc mà chờ vợ mình lên trên phòng mổ ấy, mình không được vào bởi vì trong đấy phải tiệt trùng các kiểu. Trong lúc mà vợ mình lên phòng mổ, mình đã phải gọi là gì, người ta đã phát cho mình cái kiểu áo choàng tắm ấy, kiểu như cái khăn choàng ấy, để chui vào phòng và tắm bằng tắm kiểu sát trùng ấy, tắm bằng betadine luôn mà, what cái đấy, tắm bằng cái loại betadine mà là cái loại mà thuốc sát trùng mà mình hay dùng để vệ sinh, kiểu như chẳng may con bò sát nào nó có bị vết thương cái thứ gì ấy, mình đã dùng betadine để sát trùng ấy. Đây mình tắm betadine luôn, nó có một cái chai to vất cả to, cái chai kiểu như là chai chai sữa tắm luôn ấy, nhưng mà nó là betadine dịch vậy đấy.
mùi miếc kinh vãi cả đai luôn. Mình đã phải tắm betaine đây để sát trùng, sau đó mình đã phải cởi trần và khoác cái áo có choàng tắm đây lại, trong khi đồ trời mới lạnh phát cả đái. May là trong thu cúc thì nó có đầy đủ kiểu như là bình nóng lạnh các kiểu, nước nóng rang luôn. Mình thì cực kỳ thích nước nóng đấy. Trong lúc ngồi chờ trong cái phòng áp ra ấy, phòng đấy phòng tiêm chủng mà, mình hôm lúc ấy mình có cái tâm trạng nó hồi hộp luôn và đã biết như thế nào xảy ra luôn, cực kỳ hồi hộp đó các bạn. Thế mình cứ ngồi cứ rung đùi rồi bấm tay rồi chả biết là như thế nào. Thế là chuyện gì đến dùng sức đến bác sĩ đã như này bế con mình và trao tận tay cho mình trong phòng áp ra đấy, và áp ra con mình và mọi người mình. Ôi, lúc đấy việc cái mình cứ lè lưỡi lên liếm ti dị vãi kiểu đói. Đấy, đói à, từ từ để tao lại đang kể chuyện. Đấy, thế là thì câu chuyện diễn ra tiếp theo là mình đã được ôm con mình áp ra này, và vợ mình đã phải ở lại đấy 4 ngày. Đăng ký đẻ thú cũng khá là hợp lý. Lúc đầu mẹ mọi người bảo mình đẻ phụ sản, vợ mình đẻ phụ sản thì cũng hơi mệt. Mình thú cũng người ta làm theo hết rồi. Cảm xúc đầu tiên khi mà được sờ được bế con của mình thì lại đã có một cái lời nào có thể diễn tả được, mà mình đã hiểu cái cảm xúc của mình lúc đấy nó như thế nào đó. Hết thở được luôn. Và mình nghĩ gì và mình chỉ rất là sung sướng nghẹn ngào. Thì các bạn biết mình đang nuôi quá nhiều con, cực kỳ nhiều con đủ thể loại, nhưng mà khó nuôi nhất và thích nhất vẫn là nuôi con của mình. Và cảm giác khi bế được con mình thì cực kỳ sung sướng, rất là hạnh phúc. Các bạn là có bạn nào đồng cảm với mình không? Đó, đấy là khi mà được chạm vào con mình. Ui, nhưng mà cái lúc mà mình lên chỗ vợ mình, kiểu như là lúc mãi một lúc sau, kiểu như là vợ mình kiểu như là đưa con ra ấy, xong rồi vợ mình phải kiểu chờ ở trong cái phòng đấy để người ta kiểm tra theo dõi sức khỏe xem nó như thế nào ấy, rồi mới bắt đầu cho về phòng để người nhà chăm sóc ấy. Anh em về nhà không chăm sóc, người nhà ở cùng nói chuyện cho vui thôi, chứ các bác sĩ y tá chăm sóc hết rồi, mình chả phải làm gì. Ui, lúc mà vợ mình xuống mình thấy kiểu như là mặt mũi cực kỳ kiểu tái nhợt, kiểu mất máu mà, và mệt mỏi đau đớn, không thể nào dậy được, không đi vệ sinh được, không thể nào dậy được, cũng là khổ. Người ta rạch cái phần dưới của vợ mình ra rồi móc con mình ra, không thể nào biết được cái lúc đấy nó chính xác là như nào, vì mình không được vào trong phòng đấy. Nhưng mà nhìn cái vết thương khá là quá là sâu, quá kinh khủng. Mình có xem một vài clip của người ta quay cận cảnh mà cái bẻ mổ nó như thế nào ấy, đau đớn. Cho nên bây giờ khoảng tầm 2 tuần rồi vợ mình bắt đầu sinh hoạt được bình thường, nhưng mà vẫn phải kiêng cái rất kiểu không được ăn uống như bình thường, xong lại ảnh hưởng đến con nữa, để cho con bú sữa. Thế hôm nay cả nhà mình bèo mất ngủ cả. Thực ra là không phải như thế, mình nói thế là tội oan cho cá quá, bởi vì cá rất là ngoan, trộm vía cá rất là ngoan luôn, chỉ trừ những lúc nào kiểu như là đi vệ sinh này, kiểu đi ấy đấy, xong rồi hoặc là đói quá này thì mới bắt đầu khóc thôi. Còn lại bình thường thì cá cháu bao giờ kiểu nó khóc thì ngủ rất là ngoan luôn, và mở mắt ra chơi cũng rất là ngoan. Rất là may mắn vì con mình ngoan như vậy đó. Và cái được một cái rất là hay là lúc nào mẹ cần nghe cái cán nấc là chết mẹ rồi, tại sao mình đi thay bỉm, cứ mỗi lần nấc là lại bắt đầu thay bỉm, thế mới tài. Không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Đây là một cái dấu hiệu báo trước khi mà con mình chuẩn bị đi hả? Đấy, mình cũng đã biết cách thay bỉm thay tã rồi, nhưng mà may mắn là còn vấn đề tắm cho con thì mình đã thuê dịch vụ. Nhưng mà mỗi lần tắm cá sướng lắm, cả massage nữa. Ui, thề luôn, các bác sĩ đấy cũng bảo con mình kiểu xương cứng ấy, kiểu như là nó khỏe vãi cả khỏe luôn. Lúc mà kiểu cho nằm sấp để massage lưng ấy, thế nó cũng ngóc đầu lên được luôn, rất kinh khủng. Cái cảm xúc mà khi mà được sờ vào con mình thì đúng là không thể nào mà diễn tả hết được. Chung là cái nói chung là vui và hạnh phúc, bởi vì mình cũng nuôi rất nhiều con rồi mà. Lần đầu tiên được nuôi con mình thì cũng là nói là ngày nào cũng thay bỉm thay tã cho con, may là cứt không thối lắm. Nhưng cái vấn đề mà thay kiểu dọn cứt các thứ cho mấy con linh tinh mình cũng dọn suốt rồi mà, còn chưa dọn cho trẻ con bao giờ thôi. Con mình thì mình sẽ dọn chứ.
Các bạn thì thường hỏi là thường kiểu nói với mình là có người nối dõi cả các thứ, và mọi người thường hỏi là nếu mà sau này mà con của mình mà là sợ chăm rắn thì như thế nào. Thì thực ra cái vấn đề sợ hay không ấy là do người lớn dạy. Mình có thể không đảm bảo được là con mình có thích bò sát hay không, nhưng mà mình chắc chắn là nó sẽ không bị sợ con bò sát đấy. Nó sẽ sợ những cái gì cần sợ, như kiểu là những con mà nguy hiểm đến tính mạng mình các thứ thì nó nên sợ thôi. Còn chăn rắn các thứ thì làm gì phải sợ, bởi vì bọn rắn đấy nó sẽ kiểu như là nó tấn công bạn chỉ vì là nó sợ bạn thôi, nên nó phải sợ mình chứ mình làm gì phải sợ nó, đúng không? Nếu mà gặp chăn rắn thì nói chung là cứ bình tĩnh mà giải quyết thôi thì sẽ không vấn đề gì xảy ra cả. Càng hoảng, ví dụ các bạn giật mình hoảng các thứ xong rồi nó cũng giật mình theo, nên nó quay đớp cái thì lại ôi thôi xong lại đi bệnh viện, chẳng may đấy là rắn độc đó. Rồi mình cũng đã chia sẻ một vài cái cảm xúc của mình khá là hỗn loạn khi mà được làm bố. Bởi vì các bạn, như các bạn đã biết, à cũng như một vài người chưa biết, thì mình sinh năm 94, cho một vài người chưa biết thì mình sinh năm 94 và bây giờ mới là được 2019 này, thì là 25 tuổi đã được làm bố rồi. Bây giờ mình cũng cảm thấy là mình cũng chưa đủ chín chắn cho lắm, nhưng mà đã cố gắng học hỏi còn tiếp để có thể làm bố trẻ con. Và mình đã nói chuyện với cá là mình sẽ sau này sẽ mua cho cá một vài cái bể cá có thể loại kiểu như là piranha này, rồi các con quái vật vùng Amazon này các kiểu, không biết là cá có thích không. À còn cá mèo nữa. Ok, mình vừa nói chung là hôm cái clip này chỉ là mình làm nhảm cho mình đã biết như thế nào nữa, bởi vì là khi có con thì có nhiều thứ muốn nói, có nhiều thứ kiểu như là cảm xúc của mình khá là hỗn loạn, vui có là buồn thì không buồn rồi, tất nhiên là thế. Nhưng mà kiểu như không biết diễn tả cho mọi người hiểu như thế nào. Các bạn hãy thử làm bố đi thì biết. Mình cũng thời gian này cũng khá là bận rộn, bởi vì là khi mà có con ấy là đúng cái lúc mà vừa mới đi quay chụp cho 3-4 hôm, là khoảng tầm 3 đám gì đấy, thì là một đống ảnh và clip đập vào mặt, cho nên là mình đã phải sắp xếp thời gian các thứ. Sáng phóng kiểu như là sáng phóng ra Hà Nội này, ra mình đi Thu Cúc ở Thụy Khuê này để ở đấy chơi với vợ, sau đó là tối lại phải phóng về nhà để xử lý công việc làm ảnh làm clip ở nhà. Không thể nào mà có thời gian làm clip để đăng YouTube nữa. Thời gian vừa qua thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà có tận đến 69.000 người subscribe của kênh YouTube của mình, và mình mong là cái số lượng này sẽ tăng trong thời gian ngắn thôi. Và đợt tới này mình sẽ làm một cái vài cái clip về mang tính vlog hơn một chút. Review thì mình vẫn sẽ review về một vài con gì mới mà lạ lạ một chút. Sẽ làm một vài cái trick hướng dẫn cho các bạn nuôi thế nào cho nó ổn, cho nó ok tất cả các loại, và liên quan đến cả các loài nhiều loài hơn. Ví dụ như là lượng cư này, có ếch này, con gì đấy nhỉ? Salamander này, Salamander là con kỳ rông ấy, và rùa riếc này, rồi mèo, chó, chuột, chúng mình cũng dần dần thêm một số loài khác, thì cũng mong là mọi người ủng hộ hết mình. Đợt vừa xong thì mình cũng khá là bận đấy, nhà có con nhỏ các thứ thì cũng khá là bận, nhưng mà nhiều lúc mình muốn làm clip cũng khá là tụt mút, cảm xúc nó bị tụt xuống ấy, mình không thể nào mà có cảm hứng gì để mà làm được, nên là rất là khó. Ok, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip sau nhá. Mình đã bắt đầu đi dọn chuồng động vật đây, mỏi quá.